bây giờ chúng ta đang tiến tới vòng lật mặt, là vòng quan trọng nhất trong mỗi cuộc thi biệt đội sáo. Trong tất cả chúng ta ngày hôm nay, kể cả cô Cát Tường của các con, cũng có thể là Điệp Viên chính là người biết được hết tất cả các bí mật của ban tổ chức. Sau phần thi vừa rồi thì các bạn đã vượt qua mặt đội lớn tuổi của chúng tôi. Và sau khi chị Lan Trinh đã kiểm tra thì cũng nhận thấy rằng là bài của các bạn cũng được lượt like, lượt yêu thích nhiều hơn. Đồng nghĩa rằng các bạn thắng sát gián. Rồi, ok. Còn bây giờ là vòng chúng ta phải đi tìm xem ai là điệp viên. Rồi, tất cả mọi người hãy cùng nhau bình luận đi nào. Theo như cô đó, thì từ lúc mình tới Bửu Long này không có ai là điệp viên mà có thể phát huy được hết. Tại vì toàn là thi chịu đựng, thi thể lực không à. Nó không có mưu trí gì hết. Chỉ có cái phanh tay và cái Bửu Long thôi. Làm sao mà biết được đây là Bửu Long rồi đi đến đây? Đó là những cái nghi vấn. Rồi. Và cô, nghi ngờ em đó. Thôi chị ơi, chị nói đại không chứ có ai cô nghi ngờ, cô Miko Lan Trinh. Tại sao? Miko. Lý do. Chào em. Chị là người mà khả năng cao nhất là điệp viên. Là cô Tường. Thì sao? Không biết là do kinh nghiệm sống của cô hay là do cô được chương trình giúp sức làm cố vấn cho mọi việc nó rất là đúng. Chẳng qua là bọn em không làm được. Sao khó không nghĩ là tại vì cô thật sự tài giỏi. Nelly. Em nghi ngờ anh Thiếp. Tại vì nhìn mặt anh Khánh đi. Nãy anh nhảy em à. Em muốn chịu rưỡi không? Em nghi anh. Em biết cái cách mà để loại đối thủ nhanh nhất là gì không? Là gì? Là mách cho người ta cái nước cờ sai. Tao này. Nhưng mà em mới chơi mà làm gì quan tâm triệu rưỡi như vậy. Tao biết triệu rưỡi vậy. Cô vấn đi. Hồi nãy trên xe cô Tường có bảo với tụi em về cái việc này. Con nói là rồi tới phiên con. Con thì lại nghe cô. Cô cũng đã gợi ý cho tụi con luôn là cô rồi. Tại vì cô nói là chỉ có hai gợi ý thôi nha. Là Bửu Long, hai là fanpage. Mà Bửu Long là cô gợi ý cho tụi mình đúng không? Em nghi cô đó. Quê cô ở đây mà. Em nghi thuyết âm mưu của chương trình đặt ra. B336 cả ba đứa đều là điệp viên. Đã từng có lịch sử điệp viên hai người. Thì hôm nay điệp viên ba người, triệu rưỡi rất dễ chia ba. Ba đứa nhỏ đã qua mặt chị dễ dàng. Tụi nó biết hết nhưng mà nó làm chừ là không biết gì hết để chị rút ức. Rồi thôi xàm quá. Để xong đi. Dạ luôn. Em không có biết ai. Em đối với bạn tiền đình. Em nghi anh nghĩ là điệp viên là em. Nữa. Ra ngày hôm nay thì khó thì đúng không? Không có nhiều chỗ. Không có nhiều chỗ để mà lộ điểm điệp viên. Tại vì rõ ràng là bên kia cái lần đầu tiên mà được 3 điểm là cái chuyện là giống như là cho điểm khách mời cho vui vậy lúc đầu. Tại vì kiểu gì chơi cũng rất là khó khăn cho bên đây. Cái thứ hai. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều những cái điểm để mà có thể cho thấy là điệp viên nằm ở phía bên kia. Tại vì thứ nhất là trò chơi âm nhạc bên đây không hề mạnh, bên kia rất mạnh và hát rất đều, rất hay, rất tốt. Chắc là em đó. Rồi, chết, giết, rồi, đi nè. Cái anh nhìn ai vậy? Tôi chọn Diệp Thi bởi vì Diệp Thi rất là máu mè trong tất cả những cái trò chơi của chúng ta. Diệp. Chị cũng thích em. Vậy là em không có tiền đi về rồi đó. Thích con, thích nha. Hay quá. Cuối cùng sóc đi cô, sóc Bazo, sóc đi cô hết. Cô Cát Tường, em tin lời cô và con là đúng Diệp Thi rồi. Cát Tường đã mất ngang rồi. Em cũng chọn Diệp Thi. Ai cũng chọn Diệp Thi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lật mặt điệp viên. Liệu rằng Miko, Bazo hay Quang Bảo sẽ đi ao 1 triệu về nhà. Và đó là Diệp Thi. Yeah! Con biết Việt Thi ngay từ đầu chương trình. Và em chơi ma sói rất nhiều Việt Thi. Em biết khi nào Việt Thi nói dối. Hôm qua em được gửi kịch bản. Xong em kiểu nghĩ là em nghĩ là ai cũng sẽ được gửi kịch bản. Em chỉ cần hỏi thay Ly với Thiếp là
Hai anh chị này, bàn nha, đọc kinh bản. Không rồi. Nhanh. Quá tuyệt vời. Con trả tiền cho mấy đứa nhỏ đi nha. Thôi thì cho con 300 nghìn. Con xin. Cho con 300 nghìn. Cho anh Bảo 300 nghìn thôi. Rồi, 300 nghìn. Rồi. Rồi, xuất sắc cạm hai rồi. Đây, tiền xe cho mấy đứa đi chơi. Rồi. Thôi, dùm hai cô gái đi. Để cho ai khỏi giao. À thôi, em giao lại cho em luôn. Trời, thua cuộc. Lâu lắm rồi quyền lực mới trở về với tay ta. Hôm nay Sài Gòn đẹp quá. Ê chà, hôm nay múa may như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì. Tại sao các đồ đệ của ta chưa tới? Xe là khó đi lắm thiệt. Pam pam. Ê, gì vậy? Chưa thấy ai mà đã thấy thư của biệt đội 6 rồi. Trời đất ơi, đi vô đây hai đứa đệ tử kia. Đâu có, bây giờ đây là công chúa Thủy Tề xuất hiện nè. Thì không thấy quân lính à. Cái gì mà đi với nhau giống như một cặp tình nhân mà thủ hàng thủ cây hết vậy? Đúng rồi, phải có thật phòng thủ cho người đi, phải leo theo cái cây này. Cuộc sống mà, phải không? Đúng rồi. Mà hai bạn nghĩ sao mà bây giờ hai bạn mới tới? Giờ nghĩ sao dắt xe đạp đi rồi đi nhanh đi sao? Xe đạp mà chỉ được đi một người thôi. Sao thấy xuất hiện ấn tượng chứ? Không, hoài luôn. Hôm nay Kim chưa biết tình hình làm sao. Đủ quân đủ lính chưa? Chưa thấy gì vui, chỉ thấy có một cái thư của biệt đội 6 thôi. Sao lần nào cũng là thư hết vậy? Một lá thư và thiếu một thành viên. Đó, bởi vậy tôi đang thắc mắc. Thiếu hai thành viên lận. Quang Bảo và mãi mãi chưa là gì chính thức. Rồi bây giờ sao? Đây, gửi các em yêu quý. Hôm nay chị xin phép vắng mặt. Rồi, mọi người tóm gọn. Tóm hết lá thư. Nhưng từ nay chị chính thức trở thành bầu xô của biệt đội 6. Đến khi ấy. Là sao? Tức là bây giờ bà chỉ bút xô cho mình đi thôi đó hả? Chị kiếm tiền cho mình. À, vậy cũng được. Cũng được đi, cũng được đi. Chị đã bút xô. À. Trúng xô. Trúng xô, xô gì nè? Cho ba người đến đây thách đấu với tụi em. Trời đất ơi, thiệt tình. Trong số họ có một người đã từng tham gia biệt đội 6. Hôm nay gọi đồng đội đến thi đấu, họ là siêu nhân có phép thuật. Chiến đấu thật ngoan cường, nhưng không có chị ký tên các từ ha. Đóng dấu đã ký, chính thức xếp. Bây giờ chị ơi, cái thô của chị bút này chua quá chị ơi. Thì... Nhưng mà mọi người đã quên một điều. Cái gì? Là cái đội hình này luôn luôn thua. Đúng. Có biết tại sao không? Đánh mất đầu. Con mắt mà không bao giờ mở ra được một cách đàng hoàng. Con mắt gì như buồn ngủ. Còn tôi thì bây giờ sau khi biết được khách mời thì Diễu Hoài Di Quý mình cứ ra. Đang là điểm người ta được thách đấu được. Ơi mà phải hai người, tôi mới thử hai người có tí xíu thôi. Nhưng mà lòi ra liền. Cái đội này thua là đã gì mấy người. Các bạn bề rạc quá rồi. Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi sẽ quất mọi người một cây. Út, út. 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 Ông Trúc. Ôi. Không có giỡn nha. Rút qua bên kia. Rồi. Rút qua đây. Tìm cách mời tới. Đội thách đấu đâu? Mau xuất hiện. Rồi từ trên kia đó, ba con siêu nhân xuất hiện rồi đó cô. Trời ơi, hai siêu nhân có độ chiều cao ngang nhau. Ê, ba hai nam và một nữ, trong ba người này là ai? Mang giày đi chơi chương trình của mang giày. Chương trình không dặn em ạ. À, bé thì được, dài ok, đôi mắt có vẻ thâm thù. Đúng không? Ủa sao ba người nãy nhìn cũng lạ, đâu định tham gia bị đội xấu đúng không? Này giống mà giống ti ST hả? À? Không, ti 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 ấp không? Ê, cái mặt này không thể là tham gia rồi được. Vậy là còn có cái mặt vậy này. Có cái mặt này. Đây, đây thì quá quen thuộc rồi. Ai vậy? Thánh chửi. Thánh chửi nào? Minh Dự à? Ừ.
Không phải, Minh Dự không có râu. Mày có râu rất nhiều. Ông sáng mọc chiêu cạo là lên râu rồi bà. Tôi quay phim Minh Dự nó không có râu, nó nhẵn nhụi lắm. À vậy là không phải. Vậy là cốt không râu luôn. Quan trọng là bạn gái này mày nè. Là ai? Bạn nữ có thấy thật gì? Cái gì vậy? Cái thật là chiếu đèn dạo quang vậy đó hả? Nói được mà. Đọc nè. Chưa kêu cười khóc tét não. Ồ tét não làm sao vậy ạ? Tét não tét não tét não bên này đi đau quá. Ê, cái gì vậy? Não tôi đang tét ra rồi. Bà này là ra kim loại hả? Bà này bao nhiêu hải quan hát rồi. Mùa xuân sẽ có hoa đào, mùa xuân sẽ có hoa đào. Lo tranh thủ giùm ngó người ta đi. Ở đây hôm nay Trinh làm đội trưởng. Nếu đoán sai, các bạn sẽ bị phạt. Hình phạt tùy thuộc cho khách mời. Phạt xưa. Theo tôi, cái con thánh chửi này nó nuôi râu để đánh lạc hướng của chúng ta. Minh Dự, bạn chốt đáp án. Minh Dự. Bạn có phải là Minh Dự không? Không phải, bạn muốn phạt gì? Chạy anh chồng. Chạy đúng không? Ê, ta kêu chạy quá. Bye. Yên thiệt. Chị Tường đã gạt mình. Ba người này chưa tham gia biệt đội S6. Ba khuôn mặt mới tinh. Đúng chưa? Vậy bạn nói đi. Tên gì? Tại vì mình quá lạ nên không biết. Bạn có sơn cứng không? Rồi, đến đi. Tham dạo này yoga khỏe lắm. Khỏe cái gì? Buông cái này ra đi. Rồi, cầm lên. Như một con dế mèn. Có cái gì cứng không? Cứng một con voi. Cứng dữ lắm à. Trời ơi, chụp ra vô rác vậy đó. Ok. Rồi. Mà. Gợi ý. Này, con của diễn viên hài. À, Lộc, Lê Lộc hả? Mà biết đánh con. Lê Lộc hả? Ở đây là chủ một thẩm mỹ viện. Hả? Em có thể nói một cái tiếng Anh mà người ta nghe được không? Là chủ của một thẩm mỹ viện. À, con của Lê Giang. Phạt bắt giờ hít đất 30 cái. 15 cái. Trời. Mày hát cái ghê rồi. Còn đây. Đây là cái chủ dựa gì? Khỏe lắm hả? Đây. Xảo mũi. Làm việc với nhau rồi, ôm nhau rồi. Làm việc với tôi chưa? Chưa mà, bởi người lạ quá. Đây chưa? Lại có mình ba đó. Mình ba đó đó. Ba không biết rồi thôi. Không biết thì chết đi. Sao mà làm đội trưởng? Quay một game chung rồi. Ủa cái răng rè, răng thư, đánh sứ giả. Răng giả như, như là Thủy Thanh vậy đó, kiểu dạng vậy đó. Có nào không? Bạn không đột. Trời ơi. Hiển cận ngồi gương. Quá đi. Quá người ta. Bé gai thiệt luôn á. Sao tôi đang định thử. Ủa? Các bạn ấy phải thử thức bằng tôi chứ. Được. Nè. Cô bé. Nhớ không? Ồ. Biết rồi. Ai quốc cơ quốc nghiệp. Quốc cơ quốc nghiệp. Thì vào 10 cái này nhanh. Vào đối đối không. Cái này là tội là nhảm. Con bé không giữ là còn nguyên đó nha. Cũng không phải giữ luôn à. Không phải giữ đâu. Nó nuôi râu đó. Wow. Minh Dự là khẳng định rồi đó. Em chủ vừa góp không? Con chủ vừa góp. Ờ. Anh với em làm với nhau. Yêu nhau rồi. Giỡn hoài ba, thiệt.
ở ngoài. Nếu như mà mình rồi thì chắc chắn là anh phải nhớ rồi. Nhớ rồi. Rồi luôn hả? Nhảy chung. Yêu nhau. Dancing club. À có khi bạn này là bạn dancer không? Cha 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 cha. Rồi, nãy yêu rồi. Yêu nhau tôi diễn nhiều người lắm, tôi không nhớ nổi luôn. Tự nhiên bất chợt không nhớ nổi. Em tên gì vậy? Thôi khai lại đi. Trời ơi, mày ra. Trời, em cực quá vậy. Vậy là Lộc rồi. Lộc rồi. Trời, con quỷ. Quỷ nào? Mặt nạ không che hết cái mặt đi. Mệt quá, sao đi từ xa lại với Minh Dự liền vậy? Đại một năm qua đã cố công ra sức ăn chay trường. Bây giờ bạn cởi áo này ra để cho thấy phần trên. Sẵn sàng đánh đức danh hài cư xíu Việt. Ê đừng có nói ông Mạc Văn Khoa nha. Trời ơi Mạc Khoa bộ bơm vô tóc cho người hay sao mà ở phòng được liền vậy. Bây giờ em chỉ cần lộ mặt thôi, anh sẵn sàng anh nhận một cái hình phạt nào đó luôn. Không tôi dạ khoan, lần hé lộ cho một tí xíu. Nghe gì anh hai em răng cười coi. Cười. Trời đất ơi, mũ ra. Ủa sao cái răng là biết à? Bạn thân với lại Miko có cặp môi dày. Không có bạn thân gì đâu. Có hùng nhau không? Mà sao nhìn cái miệng là biết à? Là biết vậy. Cái đã từng có mua sao quên rồi. Nhưng mà sao nhìn cái miệng cái biết. Sao? Tại sao? Đi miệng, đặc trưng. Đặc trưng chỗ nào? Thí dụ miệng em còn đặc trưng nè. Bên nữ có tôi, bên nam có anh đá. Dày, dày. Ủa vậy tôi không có dày hả? Em mà vừa dày em mà vừa rộng. Cái môi mà lại đập sai, cái này là đập sai được. Nhiệm vụ thứ nhất, phổ lời bài hát trong thời gian 10 phút. Các bạn vừa phải thực hiện nhiệm vụ phổ lời bài hát dựa trên nền nhạc bài Người Hãy Quên Em Đi của ca sĩ Mỹ Tâm. Vừa phải ăn sáng, hết thời gian các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ và phải ăn sáng xong. Sau đó sẽ biểu diễn phần sáng tác của đội mình. Đội sáng tác ăn xong trước 1 điểm. Nếu đệm được đàn cho phần biểu diễn của mình, cộng 1 điểm. Trời khó vậy. Khó thôi, cứ vô ăn sáng trước rồi suy nghĩ. Rồi đi 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 đi. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi. Không biết đội bên kia sao chứ bên đây viết lời chuyên nghiệp ha. Trời, viết lời cho ca sĩ chuyên nghiệp. Phải không? Ở đây từng là một quán quân về tháng tác nhạc. Viết lời cho ca khúc nước ngoài. Công nhận hôm nay mới thấy là có hữu ích trong cái đội này. Ai viết tôi ăn. Điều gì cũng mới chơi một lần. Tụi này anh muốn lôi cái phòng hậu luôn. Nó còn phải viết xong bài hát. Muốn bò thì đủ đói quá. Ăn đã. Ủa phải ăn hết nữa đó bà con. Bác sao ăn giùm bún nha. Con tôi sáng tác nhạc. Bỏ bột rau rồi. Giờ này viết chưa ra xong lời. Viết chưa ra lời. Viết chưa ra lời. Con tim rối bời. Thôi mà chỉ còn mấy giây nữa thôi hết giờ. Thôi hết. Còn mấy giây thôi hết giờ. Phải cho hết giờ nha. Ủa viết xong rồi hả chị? Xong rồi hả? Đói quá. Ra ăn em.
đúng rồi. Mì bò chả hả? Chả lua rắn nghe tiên húp. Miếng húp mà lại nướng mánh tự ở đâu chợ dữ vậy? Tôi muốn làm chợ mà. Sai tông rồi đó. Vậy thôi. Ủa em biết là thanh nhạc luôn á hả? Chị đừng nghe em ca. Chị đừng nghe em nữa. Đừng nghe em tham. Người thấy. Thì đừng nghe em nữa đi để chị Duy Trân. Không, này giống hát mà. Đừng nghe em nữa. Hát thì hát. Nữa cũng được. Luôn vấn. Em trên đây hát và còn ca nữa. Ca hát không sao thôi. Người hãy ăn em đi. Và hãy ăn cho hết. Nếu đã ăn thì ăn cho hết. Được không? Nó tàm luôn. Thôi thì em không ca. Nếu không hay thôi thì em không ca. Thôi thì em không ca. Nếu không hay quê rồi em không ca. Quê rồi em không ca. Trời sếp. Vì tình yêu này sẽ chẳng. Vì bài này em sẽ sáng tóc. Vì bài này em đã mới sáng tóc. Hát thôi mà. Bên này em mới thoáng qua thế. Đây là xong điệp khúc rồi. Đây là xong điệp khúc thoáng qua rồi. Người hãy nghe em ca. Đây là bài Bún bò tình yêu. Rồi mấy phút rồi mọi người ơi. Mấy phút rồi, sáng tác xong rồi, bây giờ ăn nè. Ăn đi, ăn được nhiêu ăn đi. Người mở chiếc hôn bao đêm xa. Trời ơi, tụi chị biết bấm thì chịu ập ra ăn thôi. Được đấy ha. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được một Lan Kinh tuyệt vời. Âm nhạc. Bây giờ sao? Đội nào trước? Một, hai, ba. Rồi, đội bên kia hát trước. Hai. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là nhóm Biệt Đội X6 gồm tôi là Sĩ Thanh, Miko Lan Trinh và Bago sẽ thực hiện một bài hát gọi là kinh điển. Đó là bài hát Bún bò tình yêu. Dựa trên bài hát Người hãy quên em đi. Mỹ Tâm, em xin phép chị Mỹ Tâm. Còn đây bài hát Bún bò tình yêu sẽ bắt đầu. Ok. Có vẻ chuyện gì nữa nha. Bún bò hơi dù gì cũng vô bụng rồi thì hãy ngủ yên trong bao tư người. Giờ đã hết rồi chỉ còn da tê trên bờ môi buồn bơ hơi vì thịt thơm thơm trong tôi. Chả lùa quá ngon không thôi nhân lời hàng bún chất lượng lắng nghe tiếng hú. Người hãy ăn em đi. Và hãy ăn cho hết. Nếu đã ăn thì ăn cho hết. Người đã ăn một tô thì ăn thêm tô nữa. Hết luôn bò rồi hết luôn cái nhà. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Ngày qua như bên kết thúc em đến. Tình yêu như làn gió thoáng qua thế. Anh em đi. À, ủa thôi, bài này không hay gì hết trơn á. Ủa, cái tựa đề bún bò mà cứ ăn em đi. Ủa, em có nghe rằng là bún bò tình yêu. Một khi mình đã yêu nhau là mình ăn cho hết. Bún bò nào mà bún bò tình yêu nào mới vô. Bún bò hơi. Bún bò hơi là cái gì? Thì đúng rồi, cái bài cái tông nó không vậy. Mà cái người đánh cho đời. Không có lại. Sáng tác cái gì mà chưa. Luôn. Chúng ta phải phân tích câu chuyện tình yêu trong cái tô bún bò như thế này. Câu chuyện chứ không có câu chuyện. Khi ăn một tô bún bò tình yêu trong đó thì chúng ta có đầy đủ các vị vị gọi là cây. Hay á là hay chỗ hát rồi. Không đợi tao phân tích đâu tự nhiên rồi hát lại. Hay ăn cho hết. Nếu đã ăn thì ăn cho hết. Chua chua. Đã ăn một tô thì ăn thêm tô nữa. Hết luôn bò. Hết luôn cái nha. Dạ. Vì tình yêu hết cái nhà chứ. Ăn hết luôn cái nhà. Ăn cả hết luôn cái hồ. Ủa bà ơi. Không có chữ gì. Không có gì. Không có gì. Ok thôi. Khoan. Không cần phải cài. Nè. Tôi hát rồi. Ăn hết luôn cái nha. Thì tách ra. Ăn cái nha. Tôi ăn luôn cái nhà bún bò. Là bài hay không hát nhiều lần. Bài hay vừa hát một lần đã hay. Bây giờ mình hát. Đúng rồi, hát một lần thôi. Nhóm bên kia là nhóm dạng như là nhóm hiện đại. Lấy cho em cái đàn guitar. Lấy cho em cái đàn guitar. Cầm chơi được không?
hồi hộp quá, tôi thấy nhóm này hồi hộp quá. Nhìn cái tư thế ôm đàn là biết à. Ôm đàn đi ta cứ như ôm đàn tùy bạch. Rồi giới thiệu về nhóm nè. Giới thiệu cho. Bây giờ trước tiên thì đây là nhóm nhạc mới hình thành vào lúc sáng nay. Nhóm nhạc có tên là Ngọc Mạc. À, với người hát chính là ca sĩ Bù Đa và hai người đệm đàn là Minh Dự và Lê Lộc. Và bài hát là có rồi, và yêu cầu là trong bài hát phải vừa có lời và vừa có đệm đàn nữa. Thì đây, đệm đàn lúc nào? Đây, đàn, đây, đàn. Dạ, đệm, dạ, đệm. Đây, một tấm đệm tôi lưng. Đó, là vừa có đệm đàn đây. Và nhóm Acoustic Mộc Mạc xin hát một ca khốn được mang tên Người Hãy Nghe Em Ca. Đúng rồi. Và ca khúc Người Hãy Nghe Em Ca được phổ theo lời bài hát Người Hãy Quên Em Đi của ca sĩ Mỹ Tâm. Xin phép bắt đầu. Và chắc chắn là mở đầu hát chúng tôi cũng hát là Buồn Vời. Có vụ đó. Cao lên, cao lên. Cao lên, cao lên. 2, 3. Mệt buồn trên, mệt buồn trên. Mệt buồn trên. Tôn trọng nha, hãy giúp tôi người nha. Đây, tôn trọng nha. Không, tuyệt vời, tụi em là những người tuyệt vời. Nói ra là buồn vời. Không. Không. 2. Đẹp đàn. 2. Mệt buồn trên dù gì tâm giúp tao đi. Mệt buồn trên dù gì cũng chơi vui thôi. Đếm đàn, đếm đàn. Tụi này mới chơi một lần. Đếm đàn. Mà sao bắt ăn mà còn phải biến xong bài hát. Đếm đàn, đếm đàn. Mệt buồn trên giờ này viết chưa ra lời. Đếm đàn. Chỉ còn mấy giây thôi là hết giờ. Đếm đàn. Được, được đó. Được phân mơ đầu. Đầu. Và giờ gần đến điệp khúc hồi. Người hãy nghe em ca. Đoạn này là điệp khúc. Nếu không hay thì đừng nghe em hát. Người thấy em hay không? Đoạn này y như trường. Nếu không hay quên rồi em khóc ca. Vì bài này em mới viết thôi mà. Vậy là xong điệp khúc. Hết một lời. Hình như là đoạn này kết nó hơi kỳ. Đa 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 đa. Ờ, mấy đứa học sinh mà ngày xưa mà đi học mấy bí văn, bí đồ ra là nó viết vậy không luôn á. Nhưng mà người ta vô dần, vô dần. Bây giờ hỏi nè, bây giờ nè, hỏi nè, ai là người sáng tác, ai là người sáng tác? Dạ, dạ. Ngang sắc nhã là âm sắc. Tụi chị sai rồi. Đây là những người không chuyên. Nè, cái chữ thanh, cái chữ 10 là dấu quyền. Cái chữ 4 của chị là âm sắc. Cái chữ 4 là dấu quyền. 4 thôi chứ không phải em. Thôi không cần phải bàn cãi nữa, bởi vì khán giả chính là những người ban giám khảo quyết định coi ai thắng thua. Bây giờ mình chấm điểm. Đội sáng tác và ăn xong trước được một điểm thì mình sáng tác bên này trước đúng không? Bên này trước bên được một điểm. Nếu đệm được đàn cho phần biểu diễn của mình một điểm. Cái phần đấy không có điểm đàn nha. Cái đệm đàn này nào? Ủa tôi muốn điểm cách nào tôi đệm trước trời. Rồi đàn nó phải được đàn. Hiểu không? Được đàn là được một người đàn ông cầm đó chị. Chị có hiểu không? Đúng rồi. Đệm đàn có đệm. Ok, em để chưa có luôn. Được một điểm rồi đó má.